Xin chào tất cả các bạn nha Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách để các bạn có thể khóa và bảo vệ trang cá nhân Facebook nha Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trường hợp Cái trường hợp thứ nhất Nếu ở trên điện thoại Facebook của các bạn Mà có mục khóa và bảo vệ trang cá nhân Thì các bạn có thể làm thực hiện theo cách thứ nhất nha Còn cái trường hợp Facebook của các bạn mà không có Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác Cũng như tương ứng với cái việc các bạn khóa và bảo vệ trang cá nhân đó thì các bạn có thể thực hiện một trong hai cách nha thì trước khi vào video hướng dẫn thì các bạn hãy cho mình xin một like cũng như là đăng ký kênh nha Cảm... thì trước tiên nha các bạn hãy mở cái tài khoản Facebook của các bạn ra cho mình ạ thì ngay lập tức nó sẽ thấy cái giao diện cái Facebook của các bạn nha sau đó các bạn hãy kích cho mình vào cái mục ba gạch ở góc tay phải đây các bạn nhìn thấy chưa hãy kích vô cho mình rồi các bạn kéo lên trên các bạn tìm cho mình đến mục đó là cài đặt vào quyền riêng tư nha các bạn ấn vô rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ thấy mục cài đặt ở đây thì các bạn hãy kích vô cho mình ạ thì khi các bạn vào đến đây rồi nha thì có một số bạn nó sẽ nằm ở bên ngoài này nha nhưng mà của mình nó sẽ ở bên trong thì các bạn phải kích vào phần cài đặt vào trang cá nhân bạn nhìn thấy chưa ấn kích vô thì khi vào đây nha cái trường hợp nha bạn nào mà cái Facebook của các bạn có cái mục đó là khóa và bảo vệ trang cá nhân này thì các bạn có thể mở ra và các bạn khóa trang cá nhân như mình hướng dẫn nếu cái trường hợp nha bạn nào mà không có nha thì mình sẽ hướng dẫn cách thứ hai để các bạn cũng có thể là khóa trang cá nhân mà cũng giống như là các bạn khóa bảo vệ như thế này thì đây trước tiên các bạn hãy thực hiện cách thứ nhất trước đó là các bạn kích vào rồi, khóa bảo vệ trang cá nhân ở đây cho mình các bạn kích vô thì nó sẽ có mục đó là khóa và bảo vệ trang cá nhân thì các bạn hãy đọc ở ba cái dòng ở bên dưới nha nó sẽ là cái phần thông báo về cái việc là các bạn khóa và bảo vệ trang cá nhân đó thì nó sẽ có tác dụng như thế nào nha thì các bạn đọc để các bạn có thể hiểu thì khi các bạn đọc xong nha thì các bạn hãy kích vào cái mục đó là khóa và bảo vệ trang cá nhân ở bên cuối ở đây cho mình bạn kích vô đó thì nó thông báo là bạn đã khóa và bảo vệ trang cá nhân nha thì các bạn nhìn lại chỉ bạn bè mới xem được ảnh bài viết và tin trên trang cá nhân của các bạn thôi nha thì đây các bạn ra đây ạ thì bây giờ nha trừ khi là người nạ sẽ không bao giờ xem được trừ khi là bạn bè của các bạn mới có thể xem được nha đó là cái phần thứ nhất mà các bạn có mục khóa bảo vệ trang cá nhân đó còn cái trường hợp thứ hai nha bạn nào mà không thấy có cái mục khóa bảo vệ trang cá nhân đó thì các bạn hãy kích cho mình vào cái mục đó là quyền riêng tư cho trang cá nhân ở đây bạn nhìn thấy chưa ạ bạn kích vô cho mình rồi các bạn kích cho mình vào phần đó là kiểm tra một vài cài đặt quan trọng ngay dòng đầu đây các bạn kích vô cho mình ạ rồi tiếp theo nó sẽ có cái mục đó là ai có thể nhìn thấy nội dung của bạn chia sẻ nha thì các bạn kích vào các bạn sẽ có một trong hai cái trường hợp sẽ có người có cái mục khóa vào bảo vệ trang cá nhân có người sẽ không thì các bạn sẽ thực hiện theo cách thứ hai này nha các bạn ấn chữ tiếp tục cho mình, rồi các bạn ấn chữ tiếp ở bên dưới, rồi ở đây nha, nó sẽ có mục thứ nhất đó là mục bài viết trong tương lai nha, cái trường hợp nếu của bạn nào nha, mà các bạn ở đây nó đang là chế độ công khai thì các bạn hãy chuyển cho mình sang chế độ bạn bè nha, thì vì về sau nha, nếu bạn có đăng bài viết lên trang cá nhân thì chỉ có bạn bè của các bạn có thể xem được cái bài viết đó nha còn người nạ sẽ không thể nào xem được đó là cái phần chọn đối tượng ở đây là các bạn đã chọn xong nha phần thứ hai thì các bạn hãy nhìn cho mình mục tin đó nó sẽ là kiểm soát ai có thể xem tin của bạn thì các bạn cũng kích vào mục bạn bè đó nếu nó đang nằm ở chế độ công khai nha thì các bạn cũng kích sang chế độ bạn bè cho mình sau đó các bạn chuyển đúng chế độ bạn bè nha rồi khi các bạn đã chuyển được hai cái chế độ sang chế độ bạn bè rồi thì các bạn hãy ấn tiếp ở đây cho mình. Rồi nó sẽ có cái mục đó là thêm vào danh sách chặn ở đây. thì cái trường hợp mà khi uh, bạn bè của các bạn mà các bạn cũng muốn chặn không cho họ biết được cái mục bài viết của các bạn thì các bạn có thể ấn chữ thêm vào danh sách chặn và các bạn hãy thêm cái tên của họ vào đây là các bạn có thể chặn được nha. thì khi các bạn đã thực hiện xong các bạn ấn tiếp cho mình rồi các bạn ấn chữ xem lại chủ đề khác đó khi các bạn đã cài đặt được cái mục như thế này rồi thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là các bạn cũng đã khóa và bảo vệ trang cá nhân của các bạn rồi nha thì cái trường hợp bạn nào mà không có cái mục khóa và bảo vệ đó thì các bạn có thể sử dụng cách thứ hai để các bạn có thể khóa trang cá nhân của các bạn rồi ạ mình sẽ quay lại và mình vào một cái tài khoản facebook khác nha để cái tài khoản facebook này của mình hiện tại không hề uh, Kết bạn với cái tài khoản Facebook mà mình vừa khóa Mình sẽ vào mình kiểm tra Đây Mình vào kiểm tra xem là Đây Cái trang cá nhân của người mà mình muốn tìm kiếm đây nha Thì mình sẽ kéo lên trên Các bạn thấy chưa ạ Nó sẽ hiển thị cái mục là Người đó đã khóa trang cá nhân của mình Và người nạ không thể xem được Các bạn thấy chưa ạ Mình là người nạ Mình vào mình sẽ không thấy bất cứ cái bài viết nào Cũng như những cái thông tin quan trọng nào Ở trang cá nhân của cái link mà mình đã khóa đó nha Đó là cái công dụng của việc các bạn khóa trang cá nhân Facebook ạ. Vâng thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn khóa và bảo vệ trang cá nhân Facebook nha. Thì bạn nào có thắc mắc hay là các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể bình luận ở dưới video này nha, mình sẽ vào mình giải đáp cho các bạn ạ. Thì video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.